Các bạn, trong clip ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách may túi quần trước của nữ. Thành phẩm sẽ như hình, các bạn nhìn trong hình. Đây là túi quần trước của nữ, gồm có miệng túi viền và nóc túi phía trong. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện. Để thực hiện may túi quần trước của nữ thì các bạn cần cho mình nóc túi có chiều dài khoảng 22 cm, chiều rộng 16, và các bạn cắt cong như vậy. Kích thước này các bạn có thể thay đổi tùy theo ý thích của các bạn, nhưng thường là mình cắt theo kích thước như vậy. Và lót phía trong cũng chiều rộng và chiều dài như vậy, và chéo khoảng 15 cm. Đầu tiên các bạn sẽ ép mếch phần miệng túi. Và các bạn ép cắt miếng khoảng 3 cm giống như nẹp ấy ạ. Các bạn cắt ép mếch và gập đôi. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện may. Đầu tiên thì các bạn sẽ cắt cho cái phần make nó vừa với miệng túi. Đây, các bạn sẽ cắt hết phần make đi, vừa đến miệng túi nhé. Ở đây mình làm chậm để các bạn dễ theo dõi. Sau đó các bạn sẽ may cái phần gập đôi vào, các bạn sẽ may bằng một chân vịt thôi. Đấy, chiều rộng bằng một đúng một chân vịt. Các bạn nhìn đấy, các bạn may đúng bằng một chân vịt nhé. Sau khi may xong thì các bạn sẽ cắt cái phần từ mép đến trường đường chỉ cũng khoảng bằng một chân vịt. Sau đó các bạn sẽ may vào miệng túi. Đấy, các bạn sẽ may đúng bằng một chân vịt theo cái đường mép cắt từ đường may ra ngoài. Này, các bạn may vào miệng túi nhé, may một chân vịt các bạn lại mũi cho chắc. Và may sao cho hơi căng, căng cái mép một chút để cho túi nó không bị trùng, nhưng mà cũng không nên căng quá vì túi sẽ bị nhăn miệng túi. Để các bạn sẽ lại mũi. Giờ các bạn sẽ cắt phần chỉ và phần vừa đến miệng túi, chỉ vào miệng túi đấy, các bạn cắt như vậy, cắt sát vào miệng túi. Bây giờ thì các bạn sẽ may cái phần lót này, áp cái phần mặt trái vào mặt phải của thân, các bạn may gắn tấm vải vào đây. Để khi các bạn lật ngược lại sang bên kia thì nó sẽ thành mặt phải ra ngoài. Này, các bạn sẽ gắn phần nót túi và phần miệng túi này. TV mình nó hơi to nên cái âm hơi bị lẫn âm một chút.
các bạn sẽ may phần nót túi và miệng túi như vậy. Bạn cũng để uốn lại mũi nhé cho chắc. Sau khi đã may vào, các bạn lật về ngược lại vào phía trong. Và sau đó các bạn sẽ may bằng một đường gần bằng một chân vịt thôi, bằng một chân vịt cũng được hoặc gần một chân vịt thôi, từ cái đường may giữa miệng túi đi tính vào đấy. Đấy, đấy là miệng túi, các bạn tính gần một chân vịt, gọi gần như là diễu nhưng mà nhỏ hơn một chân vịt thì một chút thì nó đẹp hơn, hoặc các bạn bằng một chân vịt cũng được. Như vậy để cho cái nót túi nó được im và như vậy thì chúng ta đã gắn xong cái phần nót túi. Đấy, các bạn nhìn thấy phần miệng túi chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ may cả phần gắn phần thân và phần nót túi cùng màu. Đấy, sau khi cắt thì các bạn đã bấm cái phần nối rồi giữa thân đấy, đây là hai điểm. Vì khi các bạn cắt thì các bạn sẽ đặt thân lên miếng vải này, các bạn cắt thì như vậy túi sẽ phẳng. Các bạn gắn phần thân vào phần nót túi này. Gắn cái phần thân tiếp về phía dưới miệng túi này. Đấy, miệng túi vào. Để các bạn gắn tạm như vậy thôi. Nhưng của mình lại bị tuột chỉ. Thế bây giờ chúng ta sẽ gắn phần miệng túi và của thân vào này. Sau đó các bạn sẽ may dính hai cái lót túi vào nhau. Đây các bạn nhìn mình làm. Đấy, gây may hai cái lót dính vào nhau này. Túi này là túi quần khác với cái quần chun. Cái quần chun thì các bạn gánh luôn thân vào túi luôn. Túi này các bạn cần may nót. Đấy, hai lớp nót như thế vậy các bạn dính vào nhau. Các bạn nhớ là cua cho hơi cong để cho nhìn túi đẹp. Mặc dù là túi ở trong nhưng mà nhìn thẩm mỹ thì vẫn tốt hơn. Và nếu như các bạn muốn túi được chắc thì các bạn may lại thêm một đường nữa, cách ra khoảng một chân vịt. Đấy, để cho túi được chắc, không bị bục túi, thủng túi trong quá trình các bạn giặt. Vì bây giờ giặt bằng máy giặt nhiều thì cái đường không chắc thì dễ dẫn đến bục túi khi mà bó bị đứt chỉ. Đấy, như vậy là chúng ta đã gắn được hai phần nót túi vào nhau. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thành phẩm. Các bạn nhìn. Đấy, đây là phần túi này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Miệng túi. Và bây giờ chúng ta chỉ cần việc gắn cái răng túi vào. Các bạn sẽ lật phần trong của túi lên, may cái răng túi vào cùng với cái đường may mà chúng ta nót gắn nót. Đấy,
Đây là cái rằng túi, rằng môi. Như vậy là các bạn đã, mình đã hướng dẫn các bạn may xong cái túi quần trước. Và rất mong các bạn ấn like và subscribe cho video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.